Theo thông tin được biết, vào ngày 4 tháng 6 tới đây sẽ diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 5 tháng 4 năm 2018, tổng cộng bản án 66 năm tù giam và 17 năm quản chế đã dành cho 6 bị cáo. Sau đây là bài viết Vài điều trước phiên xử phúc thẩm Hội anh em dân chủ. Sau phiên xử sơ thẩm đã có 4 bị cáo kháng án bao gồm: Trương Minh Đức 12 năm tù giam, 3 năm quản chế; Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam, 3 năm quản chế; Nguyễn Bắc Tuyển 11 năm tù giam, 3 năm quản chế và Phạm Văn Trội 7 năm tù giam, 1 năm quản chế. Còn lại bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà không kháng án. Thông tin trên được bà Thanh, vợ của đối tượng Trương Minh Đức và bà Khánh, vợ của Nguyễn Văn Đài xác nhận. Một kịch bản dễ đoán, sau phiên xử sơ thẩm, các trang tin lời trái đang tải tin nhan nhản, các bài viết lúc thì thương ngỏ này, khi thì tuyên bố nọ, với mục đích đòi thả tự do cho đồng bọn của chúng, những đối tượng đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Rồi cả việc các đối tượng thi nhau kháng án cũng là một kịch bản quen thuộc của đám người vô học này. Tuy nhiên, lần này, có chi tiết đáng chú ý là Nguyễn Văn Đài lại rất quan ngoãn, không làm đơn kháng án theo kịch bản quen thuộc, thường thấy đã được bốn đối tượng kia còn lại thực hiện. Điều này, theo sự giải thích của bà Khánh, vợ của Nguyễn Văn Đài, nói như sau. Vì ở trại tạm giam này, anh ấy đã ở 2 năm rưỡi rồi, không được đi ra ngoài anh nắng một tí xíu nào, cho nên da của anh Đài rất là xanh, khả năng ủ nhiều bệnh tật. Lúc đó, anh ấy cũng suy nghĩ là kháng án xong thì không biết bao giờ họ xử, có khi họ kéo dài 1-2 năm nữa, nếu ở trong tình trạng chạy tạm giam như vậy thì sức khỏe rất là yếu. Hơn nữa, phiên xử cũng chẳng biết có giảm án hay không, vì cũng có nhiều trường hợp không được giảm án, nên anh ấy cũng không muốn kháng án để được chuyển trại khác. Nếu như những chia sẻ này là thật, thì có vẻ như Nguyễn Văn Đài đã biết sợ, y bắt đầu nhận ra được cái giá phải trả cho những việc làm sai trái của mình, theo lời xúi dục của đám phản động lưu vong là quá đắt y đã phải đánh đổi tự do công việc gia đình chỉ để lấy những đồng tiền bẩn thỉu của những kẻ đã xui dại y cái đầu của y cuối cùng cũng đã nhận thức được rằng đã có tội thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn ăn năn hối cải thì còn sớm có ngày đoàn tụ gia đình chứ mà cứ ngoan cố thì một tương lai mịt mờ vẫn đang gọi y ngoài chia sẻ của vợ đài thì một chia sẻ của một người vợ khác là bà thanh vợ trương minh đức cũng nói lên một sự thật khá thú vị về cuộc sống của đám dân chủ quậy này theo lời bà Thanh, điều bà lo lắng nhất là sức khỏe của ông Đức vì ông mang nhiều bệnh tật trong người, ngoài luận điệu vu khống xuyên tạc các hoạt động của cơ quan chức năng thì còn một câu slogan quen thuộc mỗi chiếc phiên tòa xét xử, đó là mang nhiều bệnh tật trong người. Điều này đưa đến một số giả thuyết. Giả thuyết một, đây là cửa miệng của những người thân đám dân chủ quậy mớm cho nhằm tìm kiếm sự thương, thương hại cố ý gây sự chú ý giả thuyết thứ hai đám người này khi kiếm được những đồng tiền một cách dễ dàng từ bàn tay của các đối tượng hải ngoại đã dẫn đến việc ăn chơi chắc táng để rồi mang cả đống bệnh vào người giả thuyết thứ ba những kẻ sẵn sàng bán mình cho bán mình theo đám phản động đều là những người đã biết họ mang trong mình rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo và họ đã chọn cách để theo đám phản động chỉ với mục đích duy nhất là tranh thủ kiếm cháp được Càng nhiều càng tốt trước khi bệnh tình của mình đi vào giai đoạn cuối. Trở lại với bốn bị cáo trong phiên phúc thẩm sắp tới. Như đã nói, bản án dành cho họ vẫn còn là quá nhẹ. Tất cả đều là những kẻ có thái độ bất chất, ngoan cố. Vì vậy, hy vọng về sự hối lỗi của những người này dường như là không có. Phiên phúc thẩm vẫn còn trước mắt. Nhưng một kết quả sẽ khó nằm ngoài sự đoán rằng vẫn là bản án y sơ thẩm dành cho các đối tượng đã được tuyên.